Thưa quý vị và các bạn, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 11 như sau. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ từ 13 cho tới 21 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, khu vực này nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ từ 16 cho tới 24 độ, độ ẩm trung bình là 82%. Còn ở khu vực vùng núi thấp, khu vực này nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 17 cho tới 25 độ, độ ẩm trung bình là 82%.